mưa lớn ở Ấn Độ. Một người đàn ông vất vả lái xe trên con đường ngập nước quá đầu gối. Ảnh Reuters. Maharashtra đã trải qua 6 ngày mưa liên tiếp, trong đó 24 giờ qua là mưa rất lớn. Nước ngập đến đầu gối buộc chính quyền phải đóng cửa các trường học và nhiều cơ sở kinh doanh trong thành phố Mumbai. Hiện chưa thống kê được các thiệt hại do mưa lớn gây ra vì dự báo mưa vẫn còn to đến rất to tại Mumbai. Mưa lớn khiến thành phố Mumbai, nơi sinh của gần 20 triệu dân tê liệt. Theo báo India Today, trong số 38 người chết do các vụ tai nạn liên quan đến mưa lớn, có 24 người ở Mumbai. Thảm thương nhất là sự cố sập tường ở Malad ngày 2 tháng 7 làm 22 người chết và 78 người khác bị thương. Bức tường sập đổ xuống một khu ổ chuột lấy đi tính mạng của 22 người nghèo khổ. Ảnh Reuters. Bức tường đổ xuống một khu ổ chuột nơi nhiều người dân cắm lều sinh sống. Họ bị kẹt dưới các mảnh vỡ trong nhiều giờ liền. Góc tường ngả nghiêng còn lại sau khi bị sập một mảng lớn khiến 22 người chết. Ảnh Reuters. Mưa lớn cũng làm một đập nước ở bang Maharashtra bị vỡ, làm 7 ngôi làng bên dưới ngập nặng. Đội cứu hộ tìm thấy 3 người chết và đang khẩn trương tìm 21 người khác bị mất tích. Mưa lớn trong 24 giờ qua là trận mưa lớn nhất từng được ghi nhận ở Mumbai kể từ năm 2005 và là trận mưa lớn thứ nhì trong 45 năm qua. Xe cộ di chuyển khó khăn do đường ngập, nhiều chuyến bay bị hoãn hoặc phải đáp xuống nơi khác. Hình ảnh trên truyền thông cho thấy nhiều người ở Mumbai đội mưa chờ tàu hỏa và các tuyến đường chìm trong biển nước lên quá đầu gối. Người xuống tàu đi trên những đường ray sũng nước ở Mumbai, các báo đều đăng lịch trình tàu cập nhật để hỗ trợ người dân di chuyển. Ảnh Reuters. Nhật cũng khổ sở vì mưa. Giống như Ấn Độ, mưa lớn cũng xảy ra ở Nhật Bản. Hôm nay, nhà chức trách đã yêu cần tất cả các hộ gia đình sống ở các thành phố Kagoshima, Hiroshima và Aira với tổng cộng khoảng 728.000 người phải đi di tản do mưa lớn. Theo hãng tin Kyodo, mưa lớn được dự báo sẽ tiếp tục đổ xuống khu vực Kyushu, phía tây nam nước Nhật. Cơ quan thời tiết cảnh báo nguy cơ lũ lụt và lở đất,